Thao chim cô gái ngoài miền Bắc, xin chào tất cả các anh em có niềm đam mê chim cu gáy. Thì cái clip này mình sẽ giới thiệu khá là chi tiết và một số những cái kinh nghiệm để chia sẻ cho các anh em đam mê và cũng như là nhân giống cái con chim cu gáy này. Đầu tiên mình muốn nói ở đây là cái không gian ổ đẻ thì và một số những cái chuẩn bị và một số những cái lưu ý mà cái gặp phải trong quá trình nuôi sinh sản thì nó sẽ như thế nào. Thứ nhất về không gian thì các bạn nên làm cái không gian tương đối rộng, nếu như các bạn nuôi hạ thổ được là tốt nhất. Nếu như mà các bạn làm cái chuồng mà nó càng rộng thì con chim nó càng ít bệnh và nó sẽ thoải mái. Con chim thì cái độ hưng phấn nó sẽ đẻ cao, ăn uống đầy đủ. Và các bạn nên nuôi những con chim mà nuôi từ non lên, có thể là mình bón hoặc là nó từ lúc bé. Nên nếu mà các bạn ghép chim rừng vào thì nó đẻ sẽ không hiệu quả đó, hoặc là nó không đẻ. Thế còn cái thể tích thì các bạn tôi mình khuyến cáo là càng rộng càng tốt, nhưng tối thiểu là phải được 1 mét khối, có nghĩa là cái thể tích 1 mét khối hạ thổ. Nếu như không hạ thổ là các bạn sẽ làm cái khay để cho cát cho đất vào trong để tạo thành mặt đất giả. Thì ở đây thì như đây thì mình nuôi thì mình cũng phát triển xây 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 3 bề 4 bên và để mặt đỉnh với mặt trước là nó sẽ thoáng. Khi mình hạ thổ thì cái ưu điểm của nó là mình sẽ không phải dọn 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 phân chuồng. Thì ví dụ như cái chuồng đẻ đây thì thực ra là mình làm ngay cái lối cổng đi vào tại nhà mình. Thì cái chiều dài của nó là từ đây sang đây là nó rơi vào tầm khoảng 3 mét. Chiều rộng của nó thì so với cái này thì nó áp vào cái bức tường này thì nó rơi vào khoảng 1 mét. Và chiều cao thì là khoảng 1 mét rưỡi, 1 mét 6. Thế thì bên trong thì mình có chủ động mình trồng một cái cây quất, ngày nào đấy năm nào đấy mình chơi Tết rồi mình trồng ở trong. Bên trong nữa thì mình trồng một cây đào. Thế thì cây đào nó mọc lên phần lá tán trên này thì mình dùng lưới mình quấn bó gốc như thế này thì những chú chim của mình sẽ ăn uống ở đây. Đây là cái máng để cho nó tắm và đây là cái máng để mình cho nó ăn ăn lúa ăn cám đó. Mình mỗi lần ăn thì mình lại lôi ra lôi vào được. Thì mà ở phần trên này mình sẽ có một cái tấm 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 gì đấy che che thứ nhất là che thức ăn không bị ướt, thứ hai là che trứng với con không bị ướt, nó ấp nở rất là đạt. Ngoài ra thì ở phần bên này thì nó là cái mặt mặt tường, phần trên này thì có một vài cái lá trầu không và hoa đào. Cây đào này thì hàng năm Tết nó vẫn nở, mình chơi đào thì vẫn cứ chơi, mà ở dưới bóng đào thì nó sẽ là một cái gì, một đôi chim uyên ương. Mình thích nghe gáy thì nó cũng vẫn gáy và thích nó ra con thì nó vẫn ra con. Thì vậy vị chi là mình vừa chơi chim khách mà vừa chơi chim bố mẹ sinh sản cũng rất là vui. Có mấy cái đây là trước kia mình để đây về mình cũng làm một ổ. Khi cái bản tính của con chim mà nó làm ổ ở đâu đấy mình bắt con đi rồi thì nó lại muốn tìm một cái ổ khác. Thì trong chuồng là các bạn nên để tối thiểu 2 khu vực để cho nó thay đổi đi đấy. Và liền chuồng này thì các bạn thấy là nó rất là thoải mái, có đất có cát, nó không phân, nó tự phân hủy thì mình không phải dọn. Thì cái chỗ này thì trước là định làm cái bồn hoa nhưng mà xong thì mình làm cái chuồng chim vào đây. Các bạn thấy cái tán cây đào này của mình cũng rất là khổng lồ. Có người là giả cây đào của mình là 5 triệu nhưng mình không bán, thì mình để đời mình chơi thôi. Cây đào này hàng năm nó là đào đào kép, đào phai. Thì trở lại vấn đề thì cái con chim thì cách làm chuồng là như vậy. Thì các bạn nên để một cái cống nước sạch sẽ ở bên này. Đó, và có cái cống tự động càng tốt. Hoặc là đây là cái khu vực nó tắm, để 1 2 cống nước có thể là nó ăn nó sẽ không 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 bị hết nước. Cái nước là rất quan trọng. Thế thì khi các bạn nuôi non lên thì nó sẽ không đánh nhau và nó sẽ tự sau khoảng 8 tháng đổ đi. Nếu vào mùa sinh sản thì nó có thể là nó tạo thành bố mẹ.
Thì những cái con chim như thế này thì các bạn thấy là nó làm chuồng ổ ẻ dùng cái rổ như thế này. Và ở phần này là mình có một cái tấm này, mình vừa dỡ xuống xong. Mình đậy nó bề mặt nó khoảng 1 mét khối, 1 mét bề mặt. 1 mét diện tích. Thế thì các bạn huấn luyện làm sao những con chim này mình nuôi non lên thì nó rất là thuần. Thế thì trong quá trình nuôi thì chủ yếu là ăn lúa hoặc là ăn những cái uống bổ sung những vitamin khoáng chất và một số những cái ở ngoài thiên nhiên, ví dụ như là đá ong non, đất mối, cát và một số những cái lưu ý là các bạn làm chuồng thì nếu như không không có ánh nắng buổi sáng thì phải có ánh nắng buổi chiều và phải có chỗ để nó trong những mùa rét mướt bão bùng là nó phải gì không bị lạnh không bị ướt thì tuổi thọ chim nó sẽ tăng và chim nó sẽ không bị đi 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 ngoài. Cái giai đoạn mà nó nuôi con thì các bạn phải cho ăn thêm cám, thường là cho ăn đẫy cám thì nó mới cám thì nó ăn thì nó ợ cho con nó và con nó rất là mập nhanh lớn. Đấy, những con chim như thế này thì nó được khoảng ngày thứ 7, ngày thứ 8 thôi. Thì mình đang tính là định chiều nay là mình bắt ra mình bón. Bởi vì giai đoạn này là mình nên bắt ra sớm thì nó ngây ngô, nó không biết phản ứng lại với cái việc tác động của con người. Thì mẹ khi bắt đi rồi thì mẹ nó lại chuẩn bị là lại gì? Nó lại mã nhau và nó lại quấn quýt với nhau và nó chuẩn bị ra thế hệ con mới. Thì giống chim của mình phần lớn là nó cũng như thế này. Các bạn thấy chưa? Đầu xanh, đuôi xám và ngực hồng. Mã thì cũng tương đối là gì? Dễ dễ ưa, dễ nhìn. Không phải tự ghen nhưng mà cũng có một số người, một số fan là cũng đánh giá chim là cũng ok, không đến nỗi về hình thức những như cũng như nội dung. Thì trong quá trình nuôi thì các bạn làm như thế này thì thực ra là nó cũng không có những con chuột to, không có những con mèo, con chó nó dọa lạc mà mình nuôi nó từ bé nên nên thì nó cũng không sợ. Thế trong quá trình nuôi thì các bạn nên lúc nào nó mới thì các bạn nên che cái phần này vào để nó gì đây như cái này là mình che nó vào để mỗi ô cửa sổ này thôi thì nó sẽ gì nó sẽ ấp đẻ mà sau 5 rưỡi 2 năm là nó sẽ thuần thục. À, có một số người cứ bảo tại sao nó đánh nhau, mình xin chia sẻ là đánh nhau thì chuyện thường tình. Chim con chim đực bao giờ nó cũng muốn mã con chim mái, nhưng con chim mái thì nó chịu đực trong trường hợp là nó muốn sinh sản, nó phải rụng buồng trứng và nó phát triển buồng trứng. Thế nếu mà nó không đạp được thì con chim đực non nó sẽ gì đánh. Và nếu như mà các bạn làm lồng chuồng nó chật hẹp thì con chim mái nó sẽ không chạy được mà nó bị đánh, có thể là gây đến chết thôi hoặc là nó bị tàn tiểu tụy đi, tung lông. Tung lưng, tung đầu, tung ngực. Nó rất là độc độc địa. Thì chim nó đánh thì cũng không khác gì gà chọi nó đánh nha. Đánh rất là hung dữ. Thì những cái giai đoạn như này thì các bạn nên để lước và cám rất là tốt cho chim và nên bắt ra tầm lầy. Rồi các bạn nên tuyển cho mình những cái đôi chim giống có nguồn gốc. Thì sau một thời gian 1 2 năm thì các bạn sẽ có được cái thế hệ chim tiếp theo. Và chim giọng rồi hình thức nó cũng đáng để chúng ta chơi. Bên mình thì cũng giới thiệu với anh em chia sẻ là mình thì chuyên lớn lên kinh tế của mình tập trung tất vào cái con chim cô gái này, phát triển mô hình vườn rồi trang trại rồi cái lượng đầu chim lên đến hàng trăm hàng ngàn con. Thế thì mình muốn thực hiện clip này để một là thu hút nhiều người là nuôi để chơi và cũng trở thành con chim nó là một vật nuôi phổ thông từ những cái niềm đam mê đó. Thì các bạn có thể liên hệ cho mình theo cái số điện thoại là 01 63 5305982. Số điện thoại này thì mình có thể dùng, các bạn nên gọi vào những cái giờ hành chính, giờ trưa là mình cũng mất một chút khoảng tiếng thì mình nghỉ bởi vì là cái lượng nghe cũng rất nhiều, các bạn thông cảm, một mình không thể phục vụ hết được. Ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ cho mình một cái số thứ hai là số 0989177982 và nhân tiện đây thì mình cũng tự giới thiệu là mình tên là Thao với biệt danh là Thao chim cu gáy miền Bắc và trên cái kênh YouTube và kênh Facebook thì là chim cu gáy hay. Còn bạn các bạn kết nối Zalo bằng cái số điện thoại là 01 63 5305982, mình có thể là chia sẻ hoặc giao lưu với các bạn, mua bán với các bạn. Và về cơ bản thì giống chim đây là ngực hồng, đầu xanh lít xám, gọi là mã ngỗng phấn hồng, giọng thổ đồng. Đấy, hoặc là giọng thổ, thổ đặc, thổ bầu, thổ diều, là đa phần là thổ. Kim còi thì cũng có ít.
Thế nhưng mà về cơ bản là giống là giống chim cu gáy Bắc nguyên bản, nó sẫm màu mà nó đẹp mã. Thế thì các bạn cũng yên tâm là mình cũng sẽ có cái hệ thống giao từ ở tại thành phố Hà Nội. Nếu anh em nào ở thành phố Hà Nội thì mình có thể cho người mang tận nhà. Còn các bạn ở các tỉnh ở Yên Bái, Lào Cai, Bắc Cạn, một số các tỉnh miền Bắc thì mình sẽ sang xe từ thành phố Hà Nội và chuyển đến nơi các bạn. Hoặc là các anh em mua chim khách, mua chim mồi hay là mua chim non, chim bố mẹ, tóm lại về chim cu gáy thì mình có thể chuyển từ Hà Nội vào đến bến xe miền Đông. Cái hệ thống của mình thì có anh Vũ, số điện thoại là 0919 321 746. Anh ấy là đại diện của mình ở thành phố Hồ Chí Minh, bến xe miền Đông, ga Sài Gòn. Thế thì anh em nào có thể đặt tiền cọc hoặc là đưa tiền cho anh Vũ nhận chim ở trong đó. Thì mình cũng muốn là anh em lịch sự gây dựng nên cái trang này, một là thương mại, hai là nó từ cái niềm đam mê. Anh em có thể tin tưởng và chuyển tiền qua tài khoản của mình qua ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn ở chi nhánh Ba Vì, với chủ tài khoản là Vũ Văn Thao và cái số tài khoản là 22102052516681. Cái phương châm là kinh doanh qua mạng thì cũng có rất nhiều những cái ý kiến, nhiều người cũng chưa thực sự tin tưởng, nhưng bây giờ có một số những người đã tin tưởng và đã giao dịch với mình rồi thì họ hoàn toàn ok, họ hoàn toàn chuyển tiền trước và không đắn đo gì cả. Bởi vì mình luôn luôn có phương châm là bảo vệ cái niềm tin, giữ chọn uy tín để các bạn luôn luôn đồng hành cùng mình trong cái niềm đam mê này và trong cái việc phát triển cái nhân giống như con chim cu gáy Bắc Bộ. Các bạn cũng sẽ yên tâm khi mà mình có những cái thước phim như thế này, là thước phim của mình và cái kênh YouTube của mình, như là kênh Chim Cu Gáy Hay, là kênh Chính Khống. Bên tập đoàn Yêu Ăn cũng đã mời mình tham gia vào cái nhóm, nhưng mình quyết định là chưa tham gia vội, bởi vì mình mục đích của mình gây dựng lên là một phần là để chia sẻ giao lưu và một phần để kinh doanh nhân giống ra diện rộng, đặc biệt là các anh em ở miền Tây, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, rồi các khu vực các bạn ở miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, rồi đầu cuối đất nước là mình cũng đã giao lưu hết rồi. Và cái cách chuyển chim của mình thì mình dùng cái kháng thể và dùng những cái thuốc mình cho ăn cho uống rồi mình tiêm, chim ở trên đường là được ăn được uống và được có người tin tưởng chăm sóc, nên là chưa có cái trường hợp nào xảy ra mà nó trục trặc gì cả. Và giả sử nếu có trục trặc gì thì mình sẽ có trách nhiệm hoàn toàn bồi hoàn, làm sao là các bạn mua chim của bên mình là hoàn toàn là gì, là không có vấn đề gì rủi ro và thiệt hại về kinh tế, cũng như là cái niềm tin của bên mình luôn luôn được vững chắc. Thì anh em thân mến, thì cái clip này thì nó mang tính chất là giới thiệu sơ bộ như vậy, và cũng là thực để cho các bạn thấy là cái nuôi con chim sinh sản nó rất là khó. Thì có thể là một 10 phút, 13 phút mình cũng không thể nói hết được, nhưng tinh thần của mình sẽ rất sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ những ai đó cùng phát triển và cũng nuôi chơi hoặc nuôi kinh doanh. Mình cũng sẽ chia sẻ, mình cũng sẽ có những cái đăng tiếp theo những cái chủ đề chữa bệnh cho chim, rồi một số những cái lưu ý, những cái gặp phải trong quá trình đi vào thực tế của mình, trong quá trình trưởng thành từ cái vườn chim của mình. Xin Xuân xin giới thiệu mà để các anh em ở gần đến có điều kiện đến thăm, thì mình thuộc ở cộng cổng trại Đà Điểu Thụy Phương, địa phận là xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, thì các bạn cứ có thể là qua, mình ở Ba Vì, Ba Vì núi Ba Vì, Ba Vì của con bò vàng. Trân trọng giới thiệu clip này để chia sẻ giao lưu với tất cả các anh em ở trên diễn đàn, trên YouTube, trên Facebook Chim Cu Gáy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh YouTube của mình và biết đến mình. Nếu các bạn cảm thấy tin tưởng thì hãy alo cho tổng đài của bên mình. Cái số chính thức của mình là 0163 5305982. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.